Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là hàng ngàn suất quà và tiền mặt lại được trao tận tay cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Những món quà không chỉ có ý nghĩa thiết thực giúp họ có điều kiện vui xuân đón Tết mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mở đầu chuyên mục nhân đạo kỳ này là tổng hợp về hoạt động thăm hỏi, tặng quà của một số cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tiếp theo là phóng sự chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân da cam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm hỗ trợ và động viên các em học sinh tàn tật có hoàn cảnh khó khăn và những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mới đây tổ chức phi chính phủ PAM Hàn Quốc đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội khuyến học tổ chức đi thăm và tặng quà nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Nhân dịp này, tổ chức PAM đã trao 49 suất học bổng cho trẻ em tàn tật và hàng nghìn món quà Tết cho một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh và 200 chiếc chăn ấm cho các đối tượng là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người tàn tật trên địa bàn hai huyện Sông Lô và Lập Thạch. Tổng giá trị quà tặng trong chương trình trao quà Tết và chăn ấm cho người nghèo của tổ chức lần này lên đến gần 200 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái nhằm góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với những người bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, giúp họ có thêm niềm vui trong dịp Tết đến xuân về. Nhằm chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mới đây Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên đã tiếp nhận 38 suất quà của Công ty Cơ khí Chính xác Việt Nam 1 để trao tặng cho các đối tượng là hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã có trên 500 hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều và trên 100 đối tượng là nạn nhân da cam. Để họ có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngoài sự quan tâm chăm lo của các cấp chính quyền thì rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn để cùng chung sức sẻ chia giúp đỡ họ. Được biết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty Cơ khí Chính xác Việt Nam 1 dành tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, đồng thời giúp người nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết. Hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam, mới đây Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức buổi tiếp nhận tài trợ 100 triệu đồng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân da cam nhân dịp Tết Bính Thân 2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Vĩnh Phúc. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp Vĩnh Phúc cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác chăm sóc, giúp đỡ người nghèo và các nạn nhân da cam như làm nhà, trao học bổng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối, vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ gia đình khó khăn, các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm lại tổ chức những buổi thăm hỏi, trao tặng quà và tiền cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cần được sẻ chia, giúp đỡ để họ có thể hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Ra đời từ năm 1999, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng đã dần dần tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng bởi những thành quả gặt hái qua mỗi năm với số lượng người nghèo được trợ giúp năm sau cao hơn năm trước. Trong 17 năm qua, gần 16 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam cả nước đã được đón một cái Tết ấm áp, nghĩa tình đồng bào. Những món quà Tết chất chiêu từ tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia của các tầng lớp nhân dân dành cho những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn trong xã hội. Đặc biệt trong những năm gần đây, được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ngày càng nhân rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Có thể nói trong những năm qua, cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, phong trào ngày càng phát triển, lan tỏa rộng hơn với cách thức đa dạng, cách làm sáng tạo, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia. Theo thống kê trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam đang cần được sẻ chia giúp đỡ. Nhận thấy giá trị ý nghĩa nhân văn của phong trào và để tiếp nối truyền thống nhiều năm trước, nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã cam kết cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong cuộc vận động
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bình Thân 2016. Ngoài cái nhiệm vụ kinh doanh ấy, thì cái trách nhiệm đối với xã hội đó là một cái điều mà những người lãnh đạo cũng thấy là rất là cần thiết. Thế và chúng tôi cũng đã giáo dục cho cán bộ công nhân viên huy động từ những cái ngày lương rồi những cái nguồn lực khác để hình thành những các cái quỹ thực hiện cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Xuân Bính Thế Thân cũng đã cận kề, để chúng tôi cũng đã cố gắng là vận động cán bộ công nhân viên để đóng góp và cũng đã cùng với các cái nguồn lực khác đã thực hiện các cái lời kêu gọi của Ủy ban tỉnh cũng như là Hội Chữ Thập Đỏ để ủng hộ Tết cho người nghèo. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đón Tết Bính Thân 2016 vào những ngày giáp Tết như thế này. Không còn gì ý nghĩa hơn đối với mỗi hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam là nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội. Đặc biệt hơn đối với những người được ở trong ngôi nhà mới trong dịp Tết đến xuân về. Năm hết Tết đến thì cũng xin cảm ơn tất cả các chị, gia đình chúng tôi có ngôi nhà khang trang này, chúng tôi sẽ xin sẽ đón một cái Tết vui vẻ. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đã có rất nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm về tận các địa phương để tận tay mình trao tặng những suất quà Tết và tiền mặt cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, nhằm giúp đỡ mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui vẻ. Cầm trên tay những món quà Tết đầy ý nghĩa, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn đối với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và của cộng đồng. Mùa xuân sắp tới, Tết sắp đến, mà có sự quan tâm của các nhà tài trợ, đem cái sự ấm áp đến gia đình chúng tôi rất rất vui mừng và thấy nó ấm áp. Ngay từ cuối tháng 11 năm 2015, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân năm 2016. Các cấp hội phấn đấu vận động được 16.000 suất quà với suất trị giá 300.000 đồng trở lên. Trong đó, để tránh tình trạng chồng chéo cũng như để đảm bảo mục tiêu không để dân đói trong dịp Tết, các cấp hội đã tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết. Mỗi địa phương, mỗi cơ sở đều có những cách làm riêng, sáng tạo với nhiều hình thức trợ giúp khác nhau. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thì hàng năm Hội Chữ Thập Đỏ đều phát động. Thế và mỗi một năm thì như năm 2015 là tặng trên 1.000 suất quà. Đấy, khoảng gần 300 triệu đồng giá trị. Thế cái thứ hai nữa là cái phong trào cái chương trình mỗi tổ chức thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo. Thì hiện tại như trên địa bàn của huyện Bình Xuyên đã giúp đỡ 149 cái đối tượng mà có địa chỉ nhân đạo này. Đấy, nó về xây dựng nhà là khoảng 9 đến 10 hộ trong một năm, tặng xe lăn thì khoảng trên 20 hộ. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Yên đã tham mưu báo cáo thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố rồi tổ chức triển khai cái cuộc vận động Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân 2016. Thì chúng tôi đã triển khai kế hoạch tới toàn thể các cái hộ xã phường và phấn đấu theo cái chỉ tiêu của tỉnh là 2.200 suất quà, và chúng tôi đã tổ chức vận động tới các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trong các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng trên địa bàn của tỉnh. Tính đến nay chúng tôi đã tiếp nhận và chuẩn bị trao tặng 400 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 cho tất cả các đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Và mỗi xã phường chỉ tiêu chúng tôi phấn đấu mỗi xã phường 100 suất quà. Và ngoài cái mức vận động giúp địa phương thành phố Vĩnh Yên thì chúng tôi cũng vận động để giúp đỡ các cái đơn vị ngoài địa bàn, các huyện trong tỉnh và các cái tỉnh vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, và phấn đấu theo đúng kế hoạch của tỉnh, phấn đấu là tặng 2.200 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 300, 500 và có những suất quà đến 1 triệu đồng. Phấn đấu để tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết Xuân Bính Thân vui vẻ, đầm ấm. Hiện nay đang là cao điểm trong dịp trao quà Tết. Mặc dù bộn bề với nhiều công việc vào dịp cuối năm, nhưng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội đã nỗ lực quyên góp, vận động mọi nguồn lực cho hoạt động nghĩa tình.
Mỗi một phần quà Tết khi đến được đúng đối tượng, đúng địa chỉ đã đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ với người được nhận mà với cả người ủng hộ. Đây là chương trình mang nghĩa cử cao đẹp, mong muốn chăm lo đời sống cho nhân dân và các nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi hy vọng món quà sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay thời tiết rất lạnh so với những năm trước. Tôi nhìn thấy người dân tại các huyện miền núi rất thiếu thốn nhiều thứ. Tôi nghĩ việc đi lại và nghỉ ngơi của họ rất khó khăn. Với tình cảm và tấm lòng của chúng tôi, mong muốn sẻ chia một phần sự khó khăn của họ và động viên họ trong dịp Tết. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị công tác, các lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện để tổ chức đến làm việc và trao quà. Xin trân trọng cảm ơn. Tính đến nay, hội đã vận động và tổ chức tặng gần 3.500 suất quà trị giá trên 1,7 tỷ đồng và một số đơn vị ủng hộ tiền mặt trong chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2016. Các hoạt động hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người cận nghèo, các đối tượng chính sách được hội triển khai rộng khắp, thể hiện sâu sắc sự quan tâm, chăm sóc cụ thể, thiết thực đối với nhân dân. Chuyên mục nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.